Chị Đắk Lắk xin kính chào các bạn. Hôm nay thì tiếp tục là một chiếc Taurus của Yamaha. Nhân tiện đây thì mình đang chuẩn bị lên sạc cho chiếc Taurus này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà lên sạc cho Taurus nhé. Và cái bây giờ mình quay sơ cho mọi người xem cái hộp đầu thì đây, mọi người thấy này, cái hộp đầu này. Hợp đầu khách đã bị chuyển điện bình mà chuyển không đúng cách. Bây giờ mình mới vừa tháo ra và mình bắt đầu chuyển lại như cũ như tin nha mọi người nha. Bên này thì mọi người thấy là mình đã tháo cái cốp ra rồi. Thì muốn lên sạc thì mình chỉ cần tháo cốp ra thôi mọi người nha. Mình cái cốp xe của nó đây. Mọi người rút cái cốp ra. Đó, bây giờ tại tháo cốp ra. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người lên sạc nha. Đầu tiên là mọi người đây là cái bộ sạc này. Đây là cái bộ sạc Xcenter 150. Và làm những cái đầu cốt dắt như thế này rất là chắc chắn như thế này rồi. Cho anh em rồi, đó. Chỉ có ba cái đầu như thế này thôi, rất là đơn giản. Còn đây là cục sạc. Đó. Đây là cục sạc này. Ở trên tầm 150 có phiếu tem bảo hành của bên mình luôn. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đấu nha. Rồi đầu tiên. Đây, anh cầm cho. Đầu tiên với cái jack lớn nhất. Đây, đó cái jack này trên màn hình đây. Rồi mọi người thấy để phía dưới thợ đang cầm một cái jack, đây là jack zin trên xe. Các cục sạc zin, đây cục sạc zin đâu em? Cục sạc zin đâu từ từ à? Cục sạc zin kia kìa. Đây cục sạc zin đây. Đây cục sạc zin đây nha mọi người nha. Rồi bây giờ cái cục sạc zin được cắm vào cái jack đó và lắp vào vị trí này trên xe. Đây. Đó, đồng thời đó. Bây giờ mọi người rút cục sạc zin ra. Ok. Sau đó mọi người cắm cái jack lớn vào. Bên mình đấu sẵn nha mọi người, thì mọi người về thao tác giống như vậy là chỉ cần như vậy là tự động nó lên điện bình cho mọi người luôn nha. Rồi cắm vào đây. Bị méo quá, dắt á. Rồi rất là chắc chắn, khi mà mọi người bấm mạnh vào thì rất là chắc chắn như thế này nha. Để mà chắc chắn hơn thì bên mình chập nữa sẽ rút cho rút lại luôn. Nhưng mà bây giờ hiện tại rất là chắc chắn này, mọi người thấy này, đúng chuẩn loại dắt luôn. Đó, jack này jack đúng chủng loại luôn, cho nên là cắm vào rất là rin và khít. Rồi ok. Tiếp tục là một cái jack tiếp theo là cái jack 3 này này mọi người nè. Đó, mình đã bên mình làm sẵn cái jack 3 rồi. Đây jack này đây. Đó, bây giờ mọi người nhìn kỹ xuống phía dưới nha. Nó có một cái jack đó, cái jack cái thợ đang cầm đó, một màu trắng, có ba cái dây màu đỏ. Có ba cái dây là màu đen, màu vàng sọc đỏ và màu trắng, mọi người nhìn rõ không ạ? Rồi ok, bây giờ mọi người rút cái jack ra. Rồi rút cái jack ra. Rồi sau khi mình rút ra thì cái jack trên tay đó mình bỏ, mình không sử dụng đến luôn. Và mình tiếp tục mình lấy cái jack trong cái cục sạc mình cắm vào jack vị trí đó. Đúng rồi, sau khi đó mọi người cắm vào. Rồi ok, như vậy là đã hoàn thành xong bước thứ hai. Bước thứ ba là cái dây cuối cùng này, cái dây này. Đó, ok, đây là cái dây cục chớp này mọi người nè. Thì trong cái dây này nó có một cái dây màu kéo lên nhìn màu dây coi. Một cái dây màu nâu sọc trắng này. Ở cái tàu rớt là nó có hai dây đó. Đó rất là rõ đúng không ạ? Rồi, cái dây màu nâu là dây lửa sổ khóa, mọi người tháo cái kim nó ra. Dưới chân em. Trong cái hộp này. Trong hộp giấy kìa. Rồi bây giờ mọi người dùng một cái tua vít nhỏ, mọi người tháo cái kim này ra. Đúng rồi. Nẻ mạnh vô. Nữa đi. Rồi rút ra. Chưa được. Mọi người tháo dây màu nâu ra nha. Rồi ok, tháo đi. Rồi anh em mình rút được cái dây màu nâu ra rồi. Ok, vừa thôi, không cần rút hết đâu. Đó. Một là mọi người có thể hàng cái dây màu xám mà mình đang có cái dây đơn lẻ đây. Mọi người có thể hàng trực tiếp vào đây luôn. Sau đó mọi người tuốt cái dây ra, mọi người hàng cho mình cái dây màu xám này vào cái dây màu nâu này cho mình nha. Rồi, để mình bật máy hàng. Rồi mình bên mình sử dụng cái kìm hàng này nè. Ga, từ từ đây, từ cho nó nóng rồi. Mở hàng ra. Cái việc mà bây giờ mọi người xong quá trình đợi thì mọi người sắp xếp lại cục sạc này cho nó vào vị trí này. Đây, bên mình cho nó vào vị trí này luôn. Đó. Rất là chắc chắn, được chưa? Rồi sau đó mình lọn cục rơ le. Đây là cục rơ le này mọi người nè. Mọi người cho nó sắp xếp vào.
Lò dây này phía dưới, cục chớp nó nằm vào vị trí này luôn mọi người nè. Nó nằm ngay cục sạc luôn nè. Bên này. Đó cho nên là mọi người chập nữa mà ghim không cần bỏ lên trên luôn, mọi người cứ ghim bỏ dưới cũng được, không cần thiết nha. Ok, cái giắc này đây mọi người thấy nè. Có một cái giắc này mình bỏ nha, mình không sử dụng nữa. Ok. Rồi đã nóng rồi, kiềm hàng đã nóng rồi, bây giờ mình hàng nha. Rồi sau khi mọi người tuốt dây ra được một cái mối nối rồi. Sử dụng một đoạn chì và kim hàng. Ok, bây giờ sau khi mọi người tuốt thì mọi người được một cái mối dây này cầm. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái kim hàng cái mỏ hàng ra nha. Mình để hàng cái này. Đó, sau khi mà mọi người hàng cho mình một ít chì vào đây. Và sau đó mọi người hàng cái dây điện này vào. Rồi ok, sau đó mình được một cái mối hàng rất là chắc chắn. Mình được mối hàng rất là chắc chắn như thế này. Đó. Ok, tuyệt vời. Đó, sau khi đó mà mọi người tháo và mọi người đẩy vào rồi ok, như vậy là xong. Bây giờ chúng ta ghim cái cục chớp lại. Đó, như vậy là mọi người đã lên sạc thành công. Xong rồi, xong tất cả các bước rồi. Bây giờ mọi người tìm chỗ để mọi người ghim và cũng như rút những cái cục này lại cho nó chắc chắn gọn gàng nha. Bây giờ tiếp tục mình hướng dẫn mọi người chuyển cái điện bình trên này. Đây, mọi người thấy trên hộp đầu này thì... rồi. Mọi người thấy là hiện tại là trên cái hộp đầu là mọi người thấy trên hộp đầu bây giờ hiện tại nó đang bị cắt ra như thế này. Và dây vàng thọc đỏ này là cái dây mà bị cắt ra. Đây, thợ người ta làm rất là ổn tả đây. Đó, bây giờ mình sẽ trả rin lại. Cái giắc này thì mình không biết cái giắc này sử dụng giắc gì đây. Đây là cái gì đây ta? Rồi, thở rất là ổ luôn. Cắt cái cục stop tay của các bạn ra và lấy cái dây điện stop tay gắn vào đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình về rin lại. Cái việc mà làm như vậy rất là ổ tả luôn các bạn, và nguy hiểm nữa. Đa số thợ mà bên ngoài thì thường dùng cách này để lên điện bình cho các bạn nha. Còn bên mình thì không có như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ về rin toàn bộ lại cho khách luôn. Đối với cái kim này mình tháo rồi mình vứt luôn nha các bạn, vứt thẳng luôn. Cái này mình cắt cho nó bằng đây luôn cho nó dễ làm. Rồi ok. Ok, bây giờ mình sẽ nối cái đoạn dây vàng sọc đỏ này lại với nhau. Bằng việc là mình sẽ sử dụng một cái kim hàng, cái mỏ hàng hàng chì. Mình hàng hai cái đầu này lại với nhau cho nó chắc chắn. Chứ bây giờ việc nối là cũng không có làm không ăn thua nữa rồi. Rồi ok. Sau đó mình luồn cái ống coi nhiệt này vào. Rồi sau đó mình hàng lại với nhau. Các bạn, giờ mình hàng lại với nhau nha. Nhiệt sẽ tỏa ra rất là nóng nên mình phải sử dụng một cái vật để mình giữ lại. Đây, vừa rồi mình mới vừa hàng xong mà được một cái mối hàng nó chắc chắn như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng băng keo mình băng lại trên đó. Sau khi mình về đây thì nó được gọn gàng như thế này. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình về lại cái giắc này, về zin luôn. Kim tuốt. Đây, các bạn dùng cái kim tuốt dây, các bạn tuốt cái dây này ra. Rồi. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái kìm bấm cót để mình bấm hai cái đầu này lại. Trả về như ban đầu nha mọi người nha. Cái này là dây stop tay mà người thợ đã cắt ra và nối bậy bạ vào, tạo ra là khi mình bấm thắng trước là không có thắng stop tay luôn đó. Và quá trình mình đi thì những cái xe phía sau rất là nguy hiểm trong quá trình bấm thắng nha. Rồi mình tháo ra bỏ luôn và bây giờ mình ghim lại như cũ như zin. Mình kiểm tra lại màu dây có nói chung không nha. À, cái dây này nối với nhau mà, không quan trọng. Rồi các bạn thấy không ạ? Làm điện sạch sẽ không rất là khó chứ không dễ đâu. Cái việc mà làm điện mà nó đầy đủ đồ nghề thì rất là nhanh và dễ dàng. Đó. Ghim lại như zin nha mọi người nha.
đó, mình đã tiến hành mình bấm code và mình ghi lại như zin, không có mối nối. Chỗ này thì bắt buộc phải nối tại vì nó ngắn quá đó, mình nối lại thì nó ngắn dây rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ghi thử cái đèn vào cho mọi người xem nha. Đó, bây giờ mình chỉ cần ghi cái đèn này vào nữa là xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp lại toàn bộ và mình test cho mọi người xem nha. Ok.